Ngày 17 tháng 12, chương trình tổng kết giao lưu xúc tiến thương mại 2022 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Hải Dương và diễn ra đến hết ngày 17 tháng 12. Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh tổ chức nhằm đẩy mạnh việc giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa dịp Tết Quý Mão 2023. Sự kiện quy tụ hơn 350 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số các doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành phố như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Lai Châu, Hà Nam tới giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Trong những năm gần đây, hoạt động xúc tiến thương mại được tỉnh Hải Dương chú trọng nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tìm cơ hội đầu tư. Việc giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp là việc làm rất cần thiết để thúc đẩy giao thương hàng hóa, tăng tính liên kết. Hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm kích cầu phát triển kinh tế trong địa bàn các tỉnh và giữa các tỉnh thành với nhau. Tại sự kiện, ban tổ chức bố trí 60 quầy trưng bày để các đơn vị giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, các sản phẩm vùng miền doanh nghiệp cung ứng, sản xuất kinh doanh, cam kết đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng mà cơ sở sản xuất kinh doanh đã đăng ký.
có khoảng 1.000 lượt khách đến mua sắm tại khu vực trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các sản phẩm tham gia hội nghị xúc tiến thương mại đều phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm vùng miền tiêu biểu, đem lại lợi ích sức khỏe cộng đồng. Các đơn vị trong Hiệp hội cam kết sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp thành viên với chính sách ưu đãi làm cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đây là hoạt động giúp các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa dịp Tết Quý Mão 2023. Hải Dương có nhiều sản phẩm chủ lực và đặc sản tiêu biểu đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm chưa được đầu tư đúng mức. Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh lần này là cơ hội để Hải Dương giới thiệu tiềm năng, lợi thế và con người của tỉnh. Đặc biệt là quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Hải Dương đến với người tiêu dùng thủ đô và du khách trong và ngoài nước. Chương trình xúc tiến thương mại nhằm nâng cao năng lực thị trường, tăng cường thêm các nhãn quan về xu thế tiêu dùng để từ đó các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể điều chỉnh sản xuất và thích ứng sản phẩm. Đặc biệt, việc từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và xúc tiến thương mại là điểm nhấn rất quan trọng trong sự kiện lần này.